lại thích thích một anh mà biết đi ra ngoài đường, biết kiếm tiền các thứ, nhưng mà ở nhà lại vẫn làm việc nhà rồi hiền lành các thứ, là cũng hơi khó. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Xế Cừng, mình là Quỳnh Như đây. Và ngày hôm nay chúng mình đã quay video vào một ngày trời hơi gió một chút nên mong mọi người thông cảm. Trong tất cả những video phỏng vấn khách mời chủ xe của mình thì mình đều nói đi nói lại là mọi người đừng có nghi ngờ hay là nghi hoặc về những cái lời khen của chủ xe dành cho chiếc xe của họ. Vì đương nhiên là xe nào cũng có ưu và khuyết điểm thôi, nhưng người ta phải thích như thế nào thì người ta mới chọn mua mẫu xe đấy. Nên đương nhiên là sẽ ít chê hơn rồi. Nhưng video ngày hôm nay sẽ hoàn toàn khác. Như mọi người đã thấy ở trên tiêu đề, video này là để chủ xe sẽ chê chiếc BMW X5 này. Để biết là sẽ chê như thế nào thì chúng ta sẽ cùng làm quen với cả khách mời trước nhé. Anh trai anh. Hello Quỳnh Như và chào tất cả các khán giả của Xế Cưng. Mình là Trung Hiếu, chủ nhân của chiếc BMW X5 G05 đời 2020 này. Anh đã sẵn sàng để chê chiếc xe này chưa? Anh sẵn sàng. Bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi. Em nghĩ là với những người mua xe lần đầu hoặc là lần thứ hai, ít khi mọi người sẽ chê xe lắm. Vì thực tế là nếu mà mua xe lần đầu thì mọi người cũng chưa có nhiều trải nghiệm để có thể so sánh được với những cái trải nghiệm khác đấy và đưa ra được một cái lời gọi là lời chê. Vậy thì có lẽ đây không phải là những chiếc xe đầu tiên của anh Hiếu rồi. Thì không biết là ngoài chiếc xe này ra thì anh có còn sở hữu và trải nghiệm những chiếc xe nào khác hay không? Đầu tiên là 10 điểm cho Như nhé, vì một câu hỏi khá là tinh tế. Đúng, đây không phải là chiếc xe đầu tiên của anh. Trước đấy thì anh mua chiếc xe đầu tiên vào năm 2015, đấy là một chiếc Toyota Yaris. Sau đấy thì anh có đổi lên một chiếc Mazda 3 với nhu cầu là rộng hơn. Rồi sau đấy vẫn là một nhu cầu rộng hơn. Và lúc đấy là một chiếc Mazda 6. Đúng bây lộ giờ trình chiếc luôn mát... Và bây giờ chiếc Mazda 6 đấy thì anh vẫn còn giữ. Và cả chiếc này vẫn từ cái khởi nguyên là một người rất là thích về xe. Anh không dám nhận mình là một người đam mê về xe đâu. Anh chỉ dám nhận mình là một người rất là thích xe thôi. Bởi vì anh nhớ là ngày xưa bố anh có kể lại với anh là khi mà anh cầm được chiếc bút thì cái hình thù đầu tiên mà anh vẽ nó không phải là hình tròn, hình vuông, hình ngôi nhà, hình cánh chim hay là hình cái mặt trời hoa hét gì, mà đấy là hình phác thảo của một chiếc xe sedan. Với những cái chia sẻ của anh Hiếu thì em lại càng cảm thấy tò mò hơn về chiếc xe này, vì là một người có những cái trải nghiệm khá là dày về lĩnh vực xe như thế và có niềm yêu thích đặc biệt như thế. Và tại sao trong lúc thời điểm mà mua xe anh lại chọn chiếc BMW X5 này? Lúc đấy anh có những cái tiêu chí nào mà anh lại chọn cái xe này? Để giải thích cho cái về là tại sao anh mua chiếc xe này ha, thì ở thời điểm năm 2020 thì anh và gia đình anh có nhu cầu mua một chiếc xe to, nhiều chỗ ngồi một chút và có thể phục vụ được nhiều cái loại nhu cầu đi lại của gia đình. Ở thời điểm đấy thì anh cũng có nhìn qua, cũng có ngó nghiêng qua một vài cái đối thủ trong phân khúc của chiếc X5 này, ví dụ như là chiếc GLE hay là chiếc Q5 Q7. Thì anh thấy GLE nó là một chiếc xe cũng là mid-size SUV khá là to, nhưng mà nó có cái gì để nó hơi điệu đà, nó không đúng với cả cái DNA mong muốn của anh trong chiếc xe của mình lắm. Q5 Q7 cũng vậy. Và sau đấy thì anh bắt đầu ngó nghiêng sang chiếc BMW X5. Thì ở cái thời điểm đấy bỏ qua những cái thông số khô khan ở trên giấy tờ, những cái specification mà anh đọc được ở trên catalog, thì những gì anh nhìn thấy trên chiếc X5 này thì đấy là một chiếc mid-size SUV khá là to, ngoại hình khá là lì lợm, khá là có cái gì nó hơi hiếu chiến một tí, nó đúng với những cái gì mà anh muốn nó có mặt ở trên chiếc xe của mình nhá. Anh nghĩ là với một chiếc xe nó to, trông nó cũng tương đối bệ vệ như thế này thì nó phải có phần nào tính gia đình, có nghĩa là câu chuyện những cái giá trị về mặt êm ái, hưởng thụ. Và anh quyết định là đi lái thử. Thì sau khi anh đi lái thử thì trên một quãng đường lái thử rất là ngắn của BMW Long Biên thì anh bị thuyết phục rất là nhanh, bởi vì chiếc xe này tỏ ra một chiếc xe lái rất là hay. Gần như là chỉ hôm trước lái thử thì hôm sau sẽ mua luôn. Nó có một cái cảm giác lái mà nó không giống SUV ở vị trí người lái cho lắm. Nghĩa là mặc dù là một cái xe SUV và anh đang hình dung ở trong đầu là nó sẽ dành cho cả những người ngồi sau nữa, nhưng nó lại vẫn có một cái cảm xúc nhất định dành cho người cầm lái. Nó có cái sự kết nối. Đúng. Ví dụ trong thời điểm đấy anh chọn xe mà anh không cần phải quan tâm đến yếu tố gia đình nữa, thì anh có thích BMW phiên bản gầm thấp hơn so với cả gầm cao không anh?
chắc chắn là có rồi đấy. Thế thì nó sẽ dẫn đến nhiều, đúng, rất là nhiều những câu chuyện ở phía sau và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiếp. Anh Hiếu có chia sẻ với mình cái chiếc BMW X5 này là một câu chuyện tiêu tiền ngu để đổi lấy một chiếc vô lăng lì lợm. Thế thì cụ thể cái yếu tố tiêu tiền ngu ở đây là gì hả anh? Chắc là phải xin phép và đặt cái cụm từ tiêu tiền ngu của cái nhựa trong mặt kép ha. Bởi vì khi mà mua chiếc xe về như anh đã chia sẻ là anh mong chờ nó rất nhiều yếu tố hưởng thụ dành cho gia đình. Nhưng mà sau đó khi trải nghiệm chiếc xe thường xuyên hơn, gần như là hàng ngày, thì anh thấy gia đình anh và anh nhận ra một điểm là ở trên chiếc xe này thật ra là không có quá nhiều yếu tố dành cho gia đình hay là phục vụ cho gia đình đâu. Thứ nhất là về động cơ, chiếc xe này sở hữu cỗ máy i6 3.0. So với cả máy V6 thì nó lành hơn một tí, nó đỡ ổn hơn một tí và nó phù hợp với cả nhu cầu di chuyển hàng ngày hơn một chút. Tuy nhiên, nó vẫn còn một chuỗi âm hưởng của V6 ở đây, có nghĩa là theo thông số về mặt giấy tờ đi thì nó sẽ nhả ra khoảng 340 mã lực, mô men xoắn của nó là 450 Nm. Đặc biệt nó sẵn sàng ngay ở giải phóng từ 1.500 đến tận 5.200. Có nghĩa là chỉ cần qua lăng ti thì em chỉ cần đạp khoảng 15% hành trình của chân ga ra thôi là cái cỗ máy 340 mã này nó có thể nhấc cái cục sắt 2,1 tấn đấy. 2,1 tấn thì đi rất là nhanh và gần như là độ trễ ngay cả ở một cái chế độ lái mà nghe tên chế độ có vẻ nó rất thoải mái như là comfort thì nó cũng không thoải mái lắm. Thì nó cũng không thoải mái lắm, đặc biệt là cho những người ngồi sau đâu, chắc chắn. Thứ hai là về hệ thống treo của chiếc xe này thì nó là treo khí nén, tay đòn kép cho hai bánh trước và treo đa điểm Zetlink ở hai bánh sau. Thì cái hệ thống treo này nghe nó có vẻ là êm ái, nghe về mặt thông số giấy tờ nó rất là lý tưởng đúng không, nó như kiểu số đo 3 vòng của siêu mẫu vậy. Bây giờ mình thử luôn ấy ạ, cho nó dễ hình dung. Bởi vì anh em mình đang đi với một chế độ bình thường thôi. Vậy thì chắc là anh sẽ xin phép chuyển sang Sport Plus ha. Vâng. Em xem là với một cái người ngồi thì sẽ cảm thấy khó chịu đến mức nào. Ủa ơi. À, nó hơi giật nhá. Ủa ơi. Về treo thì em thấy là nó cũng không bị cứng quá đâu. Đúng là về treo nếu như đi ở trên những cái đường nó khá là mòn bằng phẳng như thế này, nhưng mà đây chúng ta sẽ thử đi qua giờ tăng tốc. Thì nó mới bắt đầu cứng nha. Thì nó sẽ bắt đầu cứng lại và thậm chí là cái rung động khi mà em đi qua những chiếc nắp cống chẳng hạn thì em sẽ đâu đấy em sẽ cảm nhận được chiếc nắp cống đấy dày 3 phân hay là 5 phân luôn. Nó phản hồi lên trên cái vô lăng của anh. Nó kích bách lên vô lăng khá là rõ. Anh còn cảm thấy là cái tiêu tiền ngu trong hộp kép này nó thể hiện qua cái gì nữa? Một gạch đầu dòng tiếp theo nhá là hộp số. Chiếc xe này sử dụng hộp số ZF8 cấp với cái cách thức sang số, anh xin phép dùng từ nó hơi mất dạy một chút. Có nghĩa là cái số sau nó luôn chờ để đè lên số trước. Đúng rồi, lúc nãy nó bị giật một phát như thế. Đúng, có nghĩa là mình chỉ cần có một cái biến thiên nào đấy từ chân ga nó ảnh hưởng lên vòng tua thì cái số sau nó sẵn sàng liếm lên số trước. Và còn một góc nữa là chiếc xe này nó sử dụng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, vẫn là AVKFD. Nhưng mà có rất nhiều tình huống thì những cái lực kéo đấy nó được ưu tiên 70% dành cho cọc sau. Thành ra mình sẽ để cảm thấy tối ưu cho lực kéo. Đúng, thành ra mình sẽ bị bớt một phát từ sau lưng với một cái cảm xe giác nó sẽ không gia đình một tí nào. Và chắc chắn là chúng ta sẽ phải loại bỏ những keyword những kiểu là êm ái, hưởng thụ, thong dong. Chúng ta sẽ không có những chuyến đi nó quá là êm dịu để mọi người ngồi trên xe có thể nở được với nhau những nụ cười giòn tan nhất là thế là lúc đấy bố mẹ anh sẽ tức là khổ thực sự luôn đấy. Nhưng mà bình thường anh chở bố mẹ là anh đi cái chế độ nào, anh có đi chế độ comfort hay là gì? Bình thường nếu chở bố mẹ nhá thì anh phải switch sang chế độ eco pro cơ. Là siêu eco luôn ấy, mà siêu eco đấy, nó sẽ như rồi. Thế này và sum up tất cả những yếu tố động cơ, hệ thống treo, hộp số và hệ dẫn động lại như thế thì chúng ta mang đến một chiếc xe nó hoàn toàn nhuần nhuyễn với cả người lái. Thì thứ mà chúng ta phải hy sinh ở đây là cái sự thoải mái của những người ngồi bên cạnh, người ngồi sau. Bởi vì ngay cả khi chiếc xe đi chậm thì động cơ, hộp số và cái hệ thống treo này nó vẫn có cái gì đấy nó rất là hừng hực. Cái điều này sẽ được chứng minh rất là rõ bởi vì nếu như em có thử đi chiếc xe này với một cái vận tốc tối đa cao nhất là khoảng 120 km/h đường cả tại Việt Nam thì ngay cả khi em đi đến tốc độ đấy rồi thì
cái công suất thành máy nó mới chỉ sử dụng đâu đấy khoảng 25% thôi. Mới xương xương thôi, mới gọi là khởi động thôi, chứ chưa bung hết sức ra mà đã đi được như thế rồi. Em thường hay ví những cái xe có động cơ mạnh mà phải đi trong phố giống như kiểu là bắt hổ thả vào lồng ấy. Nghĩa là nó sẽ không chấp nhận cái kiểu vận hành như thế. Thế nhưng mà anh cũng đã dùng cái xe này đến tận 4 năm rồi. Em nghĩ mà nếu như cái xe này trong mắt anh toàn là nhược điểm như thế thì có lẽ là anh đã bán từ lâu rồi. Chắc hẳn là chê thì chê thế thôi, nhưng mà anh cũng đã có một cái thay đổi góc nhìn, hay là anh có những cái điểm đặc biệt yêu thích thì anh mới đi đến bây giờ đúng không? Đúng rồi, bởi vì như em vừa nói là sau khi mà anh nhận ra là anh mua chiếc xe này với một cái nhu cầu nó không fit nhau một tí nào cả, thì cái việc thay đổi ở đây nếu mà thay đổi chiếc xe thì nó cũng hơi khó, cho nên anh sẽ thay đổi cái nhu cầu. Hiện tại thì gia đình anh nếu như cần phải di chuyển thì gia đình có một chiếc SUV khác, và bây giờ thì chiếc xe này anh sẽ chỉ dùng để phục vụ cho nhu cầu của cá nhân là chính thôi. Thế thì khi mà anh đã thay đổi góc nhìn như thế rồi thì bây giờ mình sẽ nhìn nhận một cách công tâm nha, chứ không phải là mình có những cái nhu cầu nó hơi bị tự mâu thuẫn với nhau giống như ban đầu. Ok, đồng ý. Lại thích một anh mà biết đi ra ngoài đường, biết kiếm tiền các thứ, nhưng mà ở nhà lại vẫn làm việc nhà rồi hiền lành các thứ, là cũng hơi khó. Cũng như cái xe mà nó vừa cực kỳ là mạnh mà lại vừa gia đình, thì mình thấy là nó cũng khó có cái xe nào có thể đáp ứng được 100% cái nhu cầu như vậy. Thế thì bây giờ khi mà chúng ta nhìn nhận BMW X5 một cách công bằng thì anh thấy là trong mắt anh sẽ có những ưu nhược điểm như thế nào? Ưu điểm thì anh sẽ chia nó ra làm hai loại ưu điểm. Đấy là ưu điểm về những cái giá trị tính và ưu điểm về những cái giá trị động. Chính xác thì ưu điểm đầu tiên của BMW đương nhiên rồi, và anh tin là có rất nhiều bạn khán giả đồng tình với anh, thì đấy là ngoại hình. BMW thế hệ mới như chiếc mà anh đang đi thì nó có một cái thiết kế mà anh cho rằng không thừa không thiếu. Có nghĩa là nó sẽ có những cái nét cắt xẻ, nó sẽ có những cái nét gấp khúc, nét vuông vức, những cái đường line như thế nó xuất hiện với một cái tần suất không quá nhiều. Nó không làm cho mình bị thấy là hầm hố một cách cực đoan. Và cái góc thứ hai là nội thất của chiếc xe. Phiên bản X5 này là phiên bản X-Line Plus, có nghĩa là trong nội thất đã có đầy đủ 16 loa Hackman Kadong và có một cái phần bệ tì tay, nó gọi là cần số pha lê ấy. Thì anh thấy là đi qua những cái chỗ mà kiểu đèn đóm trong thành phố mà mình có một cửa sổ trời chẳng hạn thì nó sẽ rất là lấp lánh ở trong cái khu vực này. Và quan trọng là trong nội thất của BMW thì chúng ta có vô lăng này, có hai cái màn hình nó khá là rộng này, với cả một cái hệ điều hành rất là thông minh, cộng với cả cái cảm giác lái rất là hay mà anh đã chia sẻ ở những phút trước. Dạ. Thì anh cho rằng đây là một cái khoang nội thất thật sự là gây nghiện. Thế là tổng hợp được hết những điều anh thích rồi đúng không ạ? Ừ. Thế thì khi bây giờ anh đã thay đổi cái góc nhìn rồi và anh đã thấy là nó không phải là một cái món đồ tiêu tiền ngu nữa, thì có cái nhược điểm nào anh vẫn muốn là được thay đổi trên cái mẫu xe này? Thế là vẫn chưa ưng ý lắm không? Nhược điểm đầu tiên mà anh muốn nhắc đến trên mẫu xe này thì nó cũng chính là một cái ưu điểm mà em vừa nhắc đến ở một vài phút trước, đấy là cái vô lăng. Vô lăng thì ngay cả chế độ Sport Plus thì anh vẫn thấy là nó chưa đủ độ nặng. Ví dụ như là anh có lái một chiếc BMW 5 series của bạn anh, thì ngay cả chế độ Comfort thì cái vô lăng nó sẽ phản hồi theo cái cách là nó sẽ mềm ở giữa, nó sẽ mềm ở vị trí cân bằng, và mình càng đánh lái sang hai bên thì nó sẽ càng nặng dần theo hai bên, và nó mang lại cho mình một cái cảm xúc, một cái mức độ mà mình hiểu là mình đang kiểm soát chiếc xe nó rất là tốt. Còn chiếc xe này thì nó đang khá là nhẹ, nó chưa đủ độ nặng. Quay trở lại câu chuyện lúc anh đi mua xe, anh có thử xe gầm thấp, anh thấy thích hơn. Nhưng vì để hy sinh cho gia đình và có một cái xe để đi cho gia đình, anh chọn xe gầm cao. Nhưng mà cuối cùng thì khi anh đi về, cái yếu tố gầm cao, cái yếu tố gia đình đấy nó cũng không đáp ứng được. Và anh phải thay đổi chính góc nhìn của mình là một cái xe phục vụ cho cá nhân. Thì thế thì có khi chọn xe gầm thấp lại hợp lý hơn, mà xe gầm cao của BMW nó lại hơi lửng lơ, theo kiểu là nó đang cố gắng đáp ứng một cái nhu cầu mà nó không thể nào mà đáp ứng được. Anh có thể thế không ạ? Anh nghĩ là câu chuyện nó sẽ tương đối thôi. Có nghĩa là không phải là BMW X5 là một chiếc xe không thể phục vụ gia đình, nhưng mà nó sẽ không thể phục vụ gia đình với những cái tiêu chuẩn nó quá là khắt khe, hay là những người có nhu cầu trải nghiệm những chuyến đi nó thật sự là hoàn hảo. Chúng ta vẫn có một chiếc xe khá là rộng rãi, 5 chỗ, thực ra là 5 cộng 2. Đâu
đấy thì có những cái nhu cầu gia đình nhất định, ví dụ anh em sẽ có những chuyến đi không quá xa, thì câu chuyện phục vụ cho gia đình không phải là cái gì đấy nó quá là xa xỉ với X5 đâu. Em thấy có lần anh còn kể là hôm nào mình đi làm về mệt xong đi xe này thấy bị mệt hơn ấy. Chính xác. Anh lại xe này thấy bị mệt hơn. Chính xác đấy. Đấy là một hôm anh đi làm về, anh vẫn đang để cái chế độ lái ở Sport Plus, nó rất là rộng, đường thì đông, cho nên lúc đấy anh khá là khó chịu với chiếc xe này. Và phải nói thật là đấy là cái thời điểm đỉnh điểm anh cho rằng cái sự lựa chọn mua chiếc xe này của anh là sai. Sau đấy thì anh thay đổi góc nhìn và anh nhìn nó nhẹ nhàng hơn. Rất là cảm ơn anh Hiếu vì đã nhận lời mời tham gia vào video ngày hôm nay của Xế Cưng, lại còn chê một chiếc xe sang rất là nhiệt tình. Nhưng mà cũng phải nói là cái sự chê đấy nó không phải để dìm hàng một mẫu xe như nào cả, chỉ là một cái góc nhìn khác để chúng ta tiếp cận vào cái câu chuyện là khi mà mình mua một cái xe hơi mâu thuẫn với cả cái nhu cầu của mình ban đầu thì nó sẽ như thế nào. Nếu như mọi người đọc tiêu đề video mà đã xuống comment là rất là buồn nha. Và hy vọng có thể gặp lại anh Hiếu trong những video tiếp theo của Xế Cưng, và chúc anh sẽ luôn có những chuyến đi thật là an toàn cùng với cả chiếc xe của mình và vui vẻ đấy anh nhá. Cảm ơn Quỳnh Như và tạm biệt tất cả các bạn khán giả và bạn đọc nghe đài của Xế Cưng. Bye bye.